Hôm nay là ngày 29 Tết. Cả nhà họ Trương chúng tôi ở bên Calgary, Canada làm bánh chưng. Nói cả nhà, thật ra chỉ có ba nó làm. Con gái đãi đậu. Còn ba làm hết. Hello ba. Hello. Nhớ Việt Nam không? Nhớ Việt Nam có bồ làm bánh chưng cho ăn. Sang đây thì đi hầu vợ. Cái Đấy, khuôn năm tự nay làm dành nè. nhiều nhân. Thực ra nó có cái sự tích bánh chưng gì đó phải không anh? Thôi vậy cứ vô Google thế nào chắc nó cũng có anh nhờ. Nam không biết mấy sự thích mấy chứng Sao? Cái đầu tiên ha. hơi bị nhiều nhân. Cái này hơi bị nhiều nhiều. Như cái khuôn ra phải có cái bánh vuông góc. Ở Việt Nam ta dùng cái dây bằng cái gì anh? Lá mây hả? Ra lấy cái ra này trẻ chỉnh sửa hả? Phải cho nó đẹp hả? Vuông góc đẹp. Đó. Đây. Good. Good job bạn. Cái bánh đầu tiên ạ.